Xuân Mỹ xin kính chào quý khán giả xa gần. Lời đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần bình an và may mắn trong cuộc sống. Video này thì Xuân Mỹ tiếp tục thông tin về những nội dung liên quan đến cổ Gò Công và những tin tức khác nha cả nhà. Và bây giờ Xuân Mỹ xin chuyển sang kênh Hồ Văn Cường Official với cái bài hát Thương Người Nông Dân, cái bài hot từ show 3 tháng 12. Với bộ đôi song ca 6X Ngọc Sơn và 10X Hồ Văn Cường nghe cả nhà. Và bài Thương Người Nông Dân thì hôm nay nó đã do cái sự tìm kiếm trên YouTube nó ít lại. Và bài này nó còn ở top 12 trong danh mục âm nhạc thịnh hành sau 12 ngày phát hành. Và hôm nay nó đã lên 676.000 lượt view rồi. Như vậy là còn 240.000 lượt view nữa thì sẽ đạt 1 triệu view. Liệu bài này nó có đạt 1 triệu view như chúng ta mong đợi hay không là tùy thuộc vào khán thính giả xa gần góp phần tăng view cho cổ Út Gò Công. Bây giờ thì cả nhà hãy cố gắng ha. Bây giờ thì Xuân Mỹ qua bà trang chính của kênh Hồ Văn Cường Official để Xuân Mỹ điểm qua lượt view của các cái bài hát này, rồi xong rồi Xuân Mỹ sẽ có một số ý kiến khi mà khán giả có nhắn nhủ với Xuân Mỹ ha. Bà Bi bài Thương Người Nông Dân thì cả nhà thấy rồi ha, 676.000 thì còn 240.000 nữa đó cả nhà. Rất mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ con. Và bài Tiếng Hát Chim Đa Đa thì 513.000 lượt. Còn bài Tình Thắm Duyên Quê thì 658. Và bài Mấy Nhịp Cầu Tre thì 825.000. Rồi bây giờ thì Xuân Mỹ xin đây. Sáng nay một cái sự sụt giảm mà khiến cho những fan cứng của Cường thẳng thốt, và Xuân Mỹ cũng chợt giật mình khi hôm qua đang là 129.000 người đăng ký, 129.000 sub thì hôm nay còn 128.000 sub. Xuân Mỹ vừa trao đổi với một bạn IT rất là rành về cái việc sub này của YouTube nha cả nhà. Và bạn ấy nói cái này chính người trong cuộc rủ nhau bỏ sub của Cường, bỏ đăng ký kênh của Cường. Trong một đêm mà giảm tới 1.000 sub thì chỉ có một nhóm người rời kênh của Cường và cùng rì bọt kênh của Cường để để YouTube đừng có đề xuất trên trang chính của YouTube nữa, để là giảm cái tương tác cả nhà, giảm cái tương tác của kênh Cường đối với khán giả. Như vậy là 1.000 sub vừa qua đó là ai cả nhà? Là anti fan rồi, những ai mà rủ nhau cùng đồng loạt bỏ đăng ký kênh của Cường trong vòng một đêm như vậy, Xuân Mỹ nghĩ chỉ có anti fan thôi, chứ thật sự những cái người mà nói thật sự yêu Cường thì không thể nào mà kéo nhau bỏ đăng ký kênh của Cường một lúc 1.000 sub như vậy. Như vậy là đầu môi chót lưỡi rồi đúng không cả nhà? Ai đó đã đầu môi chót lưỡi nói thương Cường, nói yêu Cường, đăng ký kênh ủng hộ Cường, nhưng thật ra chỉ là lời đầu môi chót lưỡi chứ không phải thật sự là yêu thương Cường đúng không cả nhà? Nếu yêu thương Cường, người ta có thể người ta bận bịu không có nghe nhạc của Cường được, nhưng mà không có ai mà rời cái kênh hết. Người ta có thể trong một khoảng thời gian người ta không có nghe nhạc trên kênh này, nhưng mà nếu người ta ủng hộ kênh này thì người ta không có bỏ đăng ký, người ta vẫn giữ cái sub đó cho cái chủ kênh đúng không cả nhà? Nhưng mà đằng này mình rủ nhau mình bỏ tới 1.000 sub, là bạn ấy nói cái này là cả một nhóm người đồng loạt đồng lòng, tức là nhóm này đã có nói chuyện với nhau và đồng lòng quỹ đăng ký kênh của Cường. Xuân Mỹ đặt một dấu hỏi, tại sao vậy? Hoặc là bạn tò mò bạn đăng ký kênh của Cường để xem kênh này hoạt động như thế nào, hay là bạn đầu môi chót lưỡi, bạn nói yêu Cường ngoài mặt nhưng bên trong bạn lợi dụng Cường, khi bạn lợi dụng Cường không được rồi bạn đồng loạt bạn quỷ kênh của Cường,
đúng không cả nhà? Sư Mỹ nói cả nhà thấy đúng không? Hoặc là vô đây đăng ký kênh để thăm dò xem kênh này hoạt động như thế nào, report làm sao, hoặc là đăng ký kênh để lợi dụng Cường, nhưng mà cảm thấy thời gian vừa rồi lợi dụng không được, cho nên là cả một nhóm đồng loạt hủy kênh của Cường, đúng không cả nhà? Đó, như vậy là rõ ràng là có cái gì đó lợi dụng tên tuổi cậu bé, chứ đâu phải là thật sự yêu thương. Nếu thật sự yêu thương thì dù có bận rộn cỡ nào, mình có đi công tác nước ngoài hay nước trong, hay là mình bận cái gì đó, mình không có bật YouTube lên mình nghe nhạc của con được, mình không vào kênh của con được, nhưng mình vẫn để cái xúc đó cho con. Khi nào mình có thời gian mình quay lại mình nghe nhạc, đó là thật sự cái sự bận bịu. Còn cái này mình đồng loạt mình quỷ tới 1.000 xúc, tức là mình đã có cái sự lợi dụng ở đây. Lợi dụng cái gì đó từ cái kênh này của Cường. Ví dụ mình vào đây, Xuân Mỹ đặt ra hai giả thuyết nha cả nhà. Nhưng mà bạn ấy nói cái này là người nội bộ mới làm, tức là đồng loạt quỹ đăng ký kênh 1.000 sub là chỉ có người nội bộ, là một phe một nhóm nào đó vào đây đăng ký rồi xong một phe một nhóm đó đồng loạt quỹ kênh. Thời gian qua tự cả nhà suy nghĩ xem phe nhóm nào ha. Anti-fan thì không bao giờ đăng ký kênh cho Cường để mà cho Cường tăng sub hết, bởi vì nó đã ghét Cường thì không bao giờ nó đăng ký kênh của Cường. Còn lại những ai thì Xuân Mỹ không quy chụp một bất kỳ ai, nhưng Xuân Mỹ nêu ra giả thuyết để cả nhà cùng suy nghĩ ha. Cũng có thể có nhóm nào đó thăm dò xem kênh của Cường hoạt động như thế nào, có thể vào đây đăng ký để theo dõi, hoặc là cũng có nhóm nào đó đầu môi chót lưỡi nói yêu Cường để chủ yếu là lợi dụng từ tên tuổi của Cường, nhưng bây giờ thấy lợi dụng không được, thấy cậu ấy cứng rắn quá lợi dụng không được, cho nên đồng loạt rủ nhau hủy cái kênh này đó. Nhưng mà Xuân Mỹ cảm thấy thảng thốt sau một đêm thức dậy thôi cả nhà, nhưng mà sau khi tìm hiểu câu chuyện thì Xuân Mỹ cảm thấy không có gì là buồn cho cậu ấy khi mà cái kênh này giảm sub hết cả nhà. Một cái kênh mà Hồ Văn Cường chính thống 300 mấy chục ngàn sub đang sống phay phay mà Cường còn không cần, và người ta bắt là buộc lòng phải xóa đi vì áp lực dư luận là lâu nay người ta điều hành kênh nhưng người ta không trả cho thằng nhỏ đồng bạc nào, thì bọn họ đã quỷ quỷ kênh 300 mấy chục ngàn sub, thằng nhỏ không tiếc thì 1.000 người mà tiếc cái gì, đúng không cả nhà? Người ta nói thủy chung là sao? Thủy chung là từ đầu tới cuối, bất kể có những cái gì xảy ra, chúng ta phải luôn luôn giữ cái lập trường quan điểm, giữ cái tình cảm mình cho cậu ấy mới gọi là thủy thủy chung. Một khi mình đã đăng ký kênh có cái tên Hồ Văn Cường Official thì cho dù cỡ nào mình cũng không thể hủy kênh. Một khi mình đã chọc cái ngón tay mình vô mình hủy kênh, có nghĩa là tấm lòng của mình đã giả tạo ngay từ đầu, đúng không cả nhà? Mình giả tạo ngay từ đầu cho nên mình mới nay mình bấm đăng ký kênh và ngày mai mình hủy đăng ký kênh. Bởi vì mà ở Cường thì không có kinh doanh buôn bán gì hết, Cường chỉ là hát hò. Cái tên tuổi của Cường thời gian gần đây thì cả nhà thấy là rất là hot, rất là hot. Nếu mà người ngoài người ta đăng ký thăm dò thì chỉ một vài người, một vài chục sub thôi. Cái này là 1.000 sub, là một bạn am hiểu về YouTube, bạn ấy nói đây là một nhóm, và một nhóm này đã có theo dõi Cường một thời gian dài, đã có đi theo ủng hộ Cường một thời gian dài, bây giờ cảm thấy lợi dụng không được nữa cho nên là đồng loạt rủ nhau hủy kênh của Cường đó cả nhà. Nhưng mà Xuân Mỹ nói cho các bạn nghe, các bạn làm vậy cũng chỉ là thể hiện cái tính cái sự ăn ăn sỏi ở thì của các bạn. Ăn sỏi ở thì là sao? Là chỉ nhìn được cái lợi trước mắt nhưng mà không có thật sự cái tâm về lâu dài. Tức là nhìn cái thấy cái độ hot của cậu ấy, nghĩ đăng ký kênh ủng hộ cậu ấy để là từ cái tên tuổi của cậu ấy mình có lợi cái gì đó, nhưng mà sau một thời gian thấy không được thì bỏ. Tức là mình chỉ chăm chăm nghĩ vào cái lợi của mình hay là như thế nào đó. Còn cái việc mà quỹ đăng ký kênh, mọi người đừng có buồn, bởi vì một cái kênh 300 mấy chục ngàn sub mà Cường còn không nuối tiếc thì huống hồ gì mới một 1.000 người rời rời kênh, đúng không cả nhà? Cho nên là nếu thật sự là chúng ta là yêu thương giọng hát của Cường, hiểu được hoàn cảnh của Cường, thấu hiểu được những cái gì đau khổ mà Cường trải qua, thì chúng ta hãy tiếp tục ủng hộ cậu ấy. Xuân Mỹ tin là xung quanh chúng ta còn rất là nhiều tấm lòng
rộng lượng cao cả, yêu thương, đầy một cái tình yêu thương bao la để ủng hộ cho Cường và giữ cái đăng ký kênh cho bạn ấy ha cả nhà. Nhà đợi Xuân Mỹ chút xíu nha. Để mình xuống làm thư. Ở cả nhà, suy nghĩ của Xuân Mỹ là vậy, không có một cái này là có ý đồ rồi. Bạn ấy nói là chỉ có người trong một nhóm mới là đồng loạt trao đổi nói chuyện với nhau rồi đồng loạt quỷ kênh trong một đêm. Ví dụ như trong một đêm á, nếu mà quỷ thì chỉ cũng một vài người hoặc một vài chục người thôi, còn cái này là từ 129 mà xuống 128 thì đủ là cái tấm lòng của người đó, tức là sống hồi xưa giờ cả nhà nghe cải lương á, một dạ hai lòng nữa cả nhà, miệng thì nói là yêu thương Cường nhưng mà đã có một cái ý đồ nào đó cho nên đăng ký kênh, miệng thì nói là đăng ký kênh ủng hộ Cường nhưng thật ra cảm thấy không có tranh thủ được tên tuổi hay không có tranh thủ ủng hộ được gì cậu ấy rồi, hoặc là không có tranh thủ kiếm được cái lợi lộc gì từ cậu ấy cho nên là bỏ đăng ký kênh của cậu ấy. Thì thôi, người ta nói là yêu thương giữ người ở lại chứ không có nuối tiếc cái người ra đi. Một khi người ta đã rời mình thì mình nên buông, và mình không có lấy làm gì buồn phiền cho cái việc này. Nếu mà Cường thật sự tài năng, Cường thật sự có một cái sự nỗ lực trong âm nhạc, như chúng ta thấy mỗi ngày em ấy hát tốt hơn dưới sự dẫn dắt của anh Sơn, cả nhà thấy nỗ lực. Bài Thương Người Nông Dân là một cái bài mới hoàn toàn, mới vừa tập, nhưng mà em ấy hát thì cả nhà thấy như vậy thì rõ ràng là có sự tiến bộ. Em ấy hát càng ngày càng tiến bộ thì Xuân Mỹ nghĩ sẽ có đông đảo khán giả xa gần sẽ tiếp tục đăng ký ủng hộ em ấy thôi, đúng không cả nhà? Đó là quan điểm của Xuân Mỹ. Nói chung là không có gì tiếc nuối khi người ta đã quay lưng ngoảnh mặt với mình rồi, đúng không cả nhà? Và Xuân Mỹ cũng cảm thấy tiếc cho những người mà sống một dạ hai lòng như vậy, tức là đồng loạt đăng ký rồi là đồng loạt quỷ kênh thằng nhỏ, như vậy là rõ ràng là mình đã có ý đồ ngay từ đầu, đúng không cả nhà? Rồi Xuân Mỹ có cái suy nghĩ như vậy, và Xuân Mỹ mong mọi người đừng có suy nghĩ gì, cả khán giả, nhất là khán giả mà phản ánh cho Xuân Mỹ biết đó, thì cũng đừng suy nghĩ, cứ để như vậy, để cho thấy rằng cái gì nó cũng có cái thực tế ha cả nhà. Người ta nói là ngựa chạy đường dài mới biết ngựa hay, thức đêm mới biết đêm dài. Bởi vì là phải qua một quá trình mới có một năm hả, Cường quay lại mới có một năm, thì chắc chắn là sẽ có những người thật lòng vì Cường, yêu Cường, nhưng cũng có những cái người thật sự lợi dụng cái tên tuổi của cậu ấy để làm những cái lợi lộc tư riêng cho mình, thì chắc chắn có cái việc đó, không thể nào tránh khỏi cả nhà. Thì thôi, chắc chắn thời gian sẽ rạn đục khơi trong, sẽ lọc lại những người thật sự. Người ta nói là thời gian dài mới bền. Chỉ một ngày một bữa thì chưa thể gọi là bền và chưa thể gọi là tri kỷ yêu thương được, mà nó phải có quá trình, phải dài. Và chỉ mới một năm thì chưa nói lên được điều gì, cho nên là thôi, mong là mọi người hãy tiếp tục nghe nhạc của con, ủng hộ con qua những cái sub này, những cái view này tăng như hôm qua 650 mấy nhưng hôm nay 670 mấy. Cả nhà hãy cố gắng, hôm nay là 20 rồi, như vậy là còn 11 ngày nữa, tức là tháng 12 có 31 cả nhà, cho nên là còn 11 ngày nữa, thì mong rằng mỗi ngày chúng ta cứ tăng cho em ấy 25.000 sub, thì 11 ngày nữa thì 250.000 sub là bài hát triệu view sẽ đón mừng năm mới. Chúng ta sẽ cùng Happy New Year với bài hát triệu view này tặng Cường, bởi vì có Xuân Mỹ biết có rất rất nhiều khán giả không thể đi show được, ở rất xa và cũng không có điều kiện để đi show ủng hộ Cường, thì chỉ có việc vào đây nghe nhạc. Và mong mọi người, một là bài Thương Người Nông Dân, hai là bài Mấy Nhịp Cầu Tre. Bài Mấy Nhịp Cầu Tre thì 825.000, nó chỉ còn có 75.000 sub nữa thôi cả nhà. Nghe bài này xong rồi qua nghe bài Thương Người Nông Dân, rồi trở lại bài Mấy Nhịp Cầu Tre nghe, để hai bài này có thể
tăng 1 triệu view bài nào cũng được ha cả nhà. Và cái việc mà 1.000 người dứt áo ra đi đó, bỏ kênh của Cường đó, mọi người đừng có lấy làm buồn nữa ha. Và Xuân Mỹ nghĩ Cường cũng sẽ không có buồn đâu, bởi vì Cường biết thật sự ai yêu thương mình, đúng không cả nhà? Đó, rồi bây giờ thì Xuân Mỹ xin chuyển sang thông tin khác. Mình quan điểm của Xuân Mỹ dừng lại ở đó. Và một cái thông tin để Xuân Mỹ lướt qua cho cả nhà ha. Hôm nay thì Đại học Hoa Sen có một cái talk show học làm truyền thông, làm nghề truyền thông và nghe chuyện về truyền thông. Thì khi được hỏi về lý do tại sao chọn Đại học Hoa Sen, nhiều bạn sinh viên chia sẻ rằng vì họ thấy được sự thành công của những anh chị đi trước và được truyền cảm hứng bởi các anh chị thành công của các thế hệ cựu sinh viên, có lẽ là minh chứng sống động nhất cho những giá trị mà Hoa Sen mang lại. Càng quý giá hơn khi chính những người anh, người chị đã trở về và chia sẻ với các bạn về những kinh nghiệm mà mình đã trải qua. Người ta nói học thì học từ thành công, học từ những người thành công cả nhà. Chơi thì bạn chơi với ai thì bạn sẽ học hỏi được những cái người đó, những cái điều tốt đẹp hoặc là xấu của người đó. Người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chơi với những người trí thức, bạn sẽ đón nhận được những cái gì tinh túy, trí thức của người ta. Chơi với người giàu, chắc chắn bạn sẽ học được cái cách làm giàu như thế nào. Còn bạn chơi với cái người bẩn bựa, bạn chơi với cái người xấu, chắc chắn bạn cũng sẽ tiêm nhiễm được, bạn sẽ tiêm nhiễm những cái xấu của người bạn mà mình chơi. Tuy nhiên trong xã hội thì nó cũng có xác suất, nó chỉ có một phần nhỏ nào đó mà chơi với người xấu mà giữ được cái tấm lòng son sắc son. Một khán giả hôm nay đã nói với Xuân Mỹ, Cường 6 năm ở trong một cái tổ xấu xa nhưng mà Cường vẫn giữ được một cái tấm lòng sắc son của mình. Đó là một điều rất là quý đối với một đứa trẻ mới lớn như vậy đó. Và cái phần chủ đề giấc mơ ngành truyền thông, các anh chị cựu sinh viên Hoa Sen truyền đạt kiến thức thú vị bởi những câu chuyện thực chiến trong ngành đến các bạn sinh viên đam mê với ngành qua chương trình Alumni Talk, với sự góp mặt của anh Vũ Đỗ Tuấn Quy, Tổng Giám đốc Công nghệ Thông tin Tập đoàn Mai Linh, là học viên khóa truyền thông 97 ngành công nghệ thông tin truyền thông. Anh Phú Nguyễn hiện đang công tác ở báo Dân Chí, là cựu sinh viên ngành quản trị kinh doanh khóa 9 của Đại học Hoa Sen. Và anh Nguyễn Trần, anh Nguyên Trần còn gọi là Ron Trần, hiện đang công tác tại Rồ Đất Sơn Quy, cựu sinh viên ngành truyền thông đa phương tiện khóa 12. Và cũng chính là founder của câu lạc bộ truyền thông đầu tiên tại trường Đại học Hoa Sen, câu lạc bộ Blind Entertainment. Alumni Talk sẽ còn nhiều chủ đề hấp dẫn với nhiều câu chuyện thực nghiệm, các bạn hãy cùng chờ đón nhé. Và đây là chương trình talk show này cả nhà. Đó, giấc mơ ngành truyền thông, đó là thông tin trên trang Đại học Hoa Sen. Rồi bây giờ thì Xuân Mỹ xin vào May Sài Gòn cho cả nhà nhớ là chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng 1 tháng 1 chúng ta gặp nhau ủng hộ hai người này. Dù sao Xuân Mỹ nói nha, dù sao cái người mà chúng ta cần cảm ơn đó là anh Sơn, sau lưng là anh Thụy, người mà doanh nhân có tâm có tầm đã dám mạnh dạn đứng ra hỗ trợ giúp đỡ Cường và kêu người anh kết nghĩa của mình, vận động người anh kết nghĩa của mình sẵn sàng đứng ra hỗ trợ Cường. Và trong vòng một năm nay Cường phát triển như thế nào thì chúng ta đã thấy rồi đó. Cho nên chúng ta hãy ủng hộ từng show mà anh Sơn và Cường cùng thực hiện ha cả nhà. Rồi một cái show nữa là Bến Thành Show. Bây giờ thì Xuân Mỹ xin đây phòng trà Bến Thành 12 tháng 1. Hôm qua thì Xuân Mỹ nói rồi đó, cả nhà mọi người đang chia sẻ là ai đã ủng hộ bao nhiêu vé. Thì có một chị cũng đã có chia sẻ là chị cùng ba người bạn nữa ủng hộ show này. Đó, ai rời đi, ai dứt áo ra đi thì kệ họ. Việc của fan Cường là hãy ủng hộ từng show. Ai có thời gian thì ủng hộ từng show của Cường để là con có cơ hội đưa đến cho khán giả những ca khúc mới nữa, những cái bài hát được phối mới lại, những cái ca khúc được viết mới để con có thể phô diễn tài năng của mình đến với công chúng. Đó là sự yêu thương thiết thực nhất ha cả nhà. Tất cả chúng ta mỗi ngày, hôm trước thì chúng ta thấy là có sự sân khấu thì ở máy Zin Show Đà Lạt thì anh Sơn và Cường mini show thì lại có thêm khách mời ca nhạc sĩ Sơn Hạ nha cả nhà. Rồi tiếp theo là những gương mặt khác trong như Hoàng Châu,
và những ca sĩ khác, và bây giờ là sự phối hợp mới. Rồi sau đó là một ca sĩ gạo cội đầu tháng 12, cả nhà thấy hai show liền là danh ca Hương Lan. Danh ca Hương Lan cũng tại nhà hát Bến Thành này ngày 8 tháng 12, con là khách mời. Bây giờ thì con và Bạch Công Khanh đứng chung sân khấu với khách mời là Thu Hằng. Mỗi ngày con người chúng ta thì càng nhìn về phía trước mà đi, đúng không cả nhà? Đâu ai đi lùi, đâu ai ngoảnh lại phía sau mà bước tới trước được. Chúng ta phải ngoảnh mặt, chúng ta phải hướng cái gương mặt của mình về phía trước mà đi, mà bước tới. Thì Cường đang làm điều đó, cho nên là ngày hôm qua, chuyện hôm qua, chuyện đêm qua đã qua rồi. 1.000 người dứt áo ra đi đó có thể là 1.000 người không thật, hoặc là có 1.000 xúc ảo gì đó, thì thôi mình quên đi ha. Mình hãy tiếp tục ủng hộ con và hướng tới show 12 tháng 1. Ai chưa đặt vé thì hãy đặt. Và nếu như mà ai mà cần đặt vé thông qua FC thì gọi cho Xuân Mỹ bằng kết bạn Zalo. Xuân Mỹ sẽ kết nối với các bạn FC miền Nam. Là Zalo của Xuân Mỹ là 0913136109 nha cả nhà. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ, đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ. Lời thiết tha qua tâm tư, chọn mộng chọn mơ, vết tình khắc trên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ. Chúng ta hãy chung tình, nếu chúng ta đã mở miệng chúng ta nói yêu cậu ấy thì chúng ta hãy chung tình với cái đứa con miền Tây, với một người chân chất thật thà, chưa có làm gì có lỗi với bất kỳ ai. Hay cả nhà, chúng ta hãy mở rộng cái tấm lòng của mình ra vì những cái lớp trẻ, vì những cái thế hệ tài năng trẻ như Cường. Đó là thông tin mà Xuân Mỹ muốn trao đổi về Cường. Bây giờ Xuân Mỹ muốn đưa nhanh cho cả nhà thông tin về an ninh trật tự. Một nè, cả nhà thấy ăn mặc áo gáp không? Cả nhà xem video clip xong đi ha. Video này được báo VN Express đăng nha. Ba đứa trẻ đang chơi ở trước cổng. Đây là một cái một video clip cảnh tỉnh cho bé, cảnh tỉnh cho gia đình. Hành động này là hành động gì cả nhà biết không? Hành động mà tên cướp đã giật cái lắc tai vàng của bé trai. Bây giờ Xuân Mỹ cho cả nhà xem lại lần nữa ha. Nè, đó, thấy ba đứa nhỏ chơi đó, dòm ngang dòm dọc, mặc áo ráp nha, chạy ráp. Bởi vì bây giờ là khoác đó, giật đó cả nhà, đó giật cái tay đó cả nhà, để ý cái cánh tay thằng bé ha, tuột cái lắc ra rồi chạy đi. Cướp một tên ráp, cướp của rồi. Đây, cướp lắc vàng của bé trai 4 tuổi Trần Hồng Phát 29 tuổi. Phát hiện bé trai đang chơi trước nhà có chiếc lắc vàng, liền vòng xe lại khống chế lấy chiếc gị tay thằng bé vô và bỏ đi nha cả nhà. Video. Và theo điều tra thì trưa 18 tháng 12, bé trai 4 tuổi đang chơi trước nhà trên đường Trần Văn Cẩn, quận Tân Phú cùng nhóm bạn, thì Phát mặc áo ráp chạy xe máy tiếp cận. Cái này là chạy ráp luôn nha cả nhà. Anh ta nhìn trước ngó sau rồi kéo cậu bé lại gần, lột chiếc lắc vàng trên tay. Toàn bộ diễn biến được camera an ninh tại căn nhà này ghi nhận lại. Và đây là chân dung của kẻ cướp nè. Đó, rõ ràng nha, ráp bơ nha. Đó, cái nón ráp luôn nha cả nhà. Đó. Rồi đây, công an quận Tân Phú phối hợp điều tra thì xác định Phát là thủ phạm. Anh ta sống lang thang, mặc đồ xe ôm công nghệ nhưng không chạy xe cho hãng nào. Tối 19 tháng 12, nhiều trinh sát được tung đi tuần tra và phát hiện Phát chạy xe máy trên đường số 13, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân nên ập vào khống chế. Nghi can thừa nhận do nghiện ma túy, thiếu tiền nên cướp vàng của cậu bé. Ghê chưa? Như vậy là giả dạng ha cả nhà. Giả dạng ráp, giả dạng đồ, mặc đồ ráp và chiếc xe tan vật. Rồi tạm giữ. Công an điều tra xác minh Phát còn lừa lấy điện thoại của một bé gái 7 tuổi trên đường Khuôn Việt, phường Tân Phú, quận Tân Phú cách đây 2 tuần. Như vậy là giả dạng ráp để không ai để ý nha cả nhà. Rồi xong rồi canh chừng mấy đứa trẻ đang chơi ở trước cửa rồi. Rồi phụ huynh có con em trẻ nhỏ cẩn thận khi cho chơi trước nhà ha. Nó cướp điện thoại khi mà nhỏ ngồi nhỏ coi hoạt hình hay gì đó, rồi tụi nó chạy ngang nó cướp. Hoặc là đây nè, video nè, đó cả nhà thấy video ha. Nè cả nhà thấy ba đứa trẻ không, ba đứa trẻ đang chơi không nè. Thằng nhỏ ngỡ ngàng luôn, thằng nhỏ giật mình luôn, nó chạy đi. Rồi bây giờ mình xem lại ha. Đó,
nè, kéo thằng bé lại đó, cả nhà thấy cái tay không, cái hành vi không đó, cái tay tuột tuột cái chiếc lắc của thằng bé rồi, chạy đi đó. Hãy cảnh giác ha, các gia đình có con nhỏ, nhất là con trẻ nhỏ, không nên cho đeo vàng nha, rất là nguy hiểm. Này nó tuột tay nó đi á, là còn may đó, nhiều đứa trẻ mất mạng luôn vì chỉ một cái bông tai có vài phân vàng thôi nha cả nhà. Cái này lâu rồi, xảy ra lâu, nhưng mà Xuân Mỹ đã có một lần phản ánh tin này. Bé gái là 3 tuổi thôi, mẹ cho đeo đôi bông tai vàng, và ở hàng xóm, gã hàng xóm cũng là con nghiện cả nhà, đem nó vô chòm mã rồi giết nó luôn, giết nó xong rồi giết đứa bé rồi lấy đôi bông tai nha cả nhà. Rồi thêm một cái vụ việc nữa là cú lừa 100 tỷ của kiều nữ Thành Vinh. Cái vụ này xảy ra ở Nghệ An, đó là Nguyễn Thúy Quỳnh. Nguyễn Thúy Quỳnh là con gái của một chủ nhà hàng lớn ở Vinh, với chiêu bài kêu gọi góp vốn đầu tư mua đất, khiến hàng chục người sập bẫy chiếm đoạt số tiền 100 tỷ đồng. Trong đó đến cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ số tiền có yếu tố hình sự, đối tượng này lừa xấp xỉ 80 tỷ đồng đó. Rồi đây đối tượng đó cả nhà, Nguyễn Thúy Quỳnh bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và theo lời kể của những nạn nhân thì Quỳnh là con của một chủ nhà hàng lớn trong một trong những cơ sở kinh doanh nổi tiếng ở thành phố Vinh từ trước đến nay. Và trong những lần gom quần áo ở chung cư đến tiệm giặt là của vợ chồng Quỳnh, thì chị nạn nhân mới quen biết, và Quỳnh kêu gọi nạn nhân góp vốn rồi để kinh doanh bất động sản. Do cha của Quỳnh là chủ nhà hàng nên mọi người rất là tin tưởng. Rồi theo lời của Quỳnh thì những cái nạn nhân 2-30 ngày thì bán được lô đất, sẽ phân chia lợi nhuận sòng phẳng. Tin tưởng thì các nạn nhân gom, và từ đầu năm 2022 đến tháng 4 năm 2022 thì một nạn nhân đã chuyển cho Quỳnh tổng số tiền 11,5 tỷ đồng, rồi Quỳnh cũng giữ của chị ấy số tiền 2,8 tỷ đồng, tổng cộng là Quỳnh chiếm giữ đến 14,2 tỷ đồng. Rồi quá trình kêu gọi góp vốn quá tin tưởng nên tôi đã không tìm hiểu kỹ. Đến khi yêu cầu trả tiền thì Quỳnh trốn tránh, không liên lạc được, mới tá hỏa là bị lừa. Ở cả nhà những cái giấy nè, giấy xác nhận nợ nè, đó, xác nhận nợ, tin tưởng đó. Rồi tương tự cũng những vụ việc khác lừa đảo có chủ đích, quá trình sao kê giao dịch tài khoản ngân hàng của Quỳnh thì các cái bị hại phát hiện số tiền sau khi lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người, thì đối tượng chuyển vào tài khoản của một người quen, nhiều người quen, anh em bạn bè, có thể kể đến là tài khoản của hai mẹ con bà Trần Quỳnh My và đoàn Trần Quỳnh Chờ chú tại Kon Tum. Số tiền và lần lượt chuyển vào là 61 tỷ 9 và 54 tỷ 9, rồi rất là nhiều, cũng được chuyển vào nhiều cái số tiền trong thời gian nói trên, và tổng số tiền là 160, các cái đối tượng khác nhận là 161,8 tỷ đồng. Cơ sở giặt là của vợ chồng Quỳnh đó nhà ơi. Tiền là trong túi mình, Xuân Mỹ nói rất nhiều lần, một khi đầu tư cái gì thì phải tìm hiểu cho kỹ. Khúc sau là những nạn nhân kể đó cả nhà. Rồi các cái nạn nhân liên quan đến công an, cảnh sát điều tra công an Nghệ An thì mới tiếp nhận và vào cuộc điều tra. Và với số tiền rất lớn thì nên ngày 17 tháng 6 là ra quyết định khởi tố bị can, khởi tố Nguyễn Thúy Quỳnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và qua quá trình điều tra thì tổng số tiền đã sử dụng vào mục đích cá nhân là 78,9 tỷ đồng. Đó, đây cả nhà. Và Xuân Mỹ cho cả nhà xem lại chân dung của đối tượng lừa đảo. Cả nhà thấy cha thì có cơ ngơi kinh doanh ha, rồi cô này có kinh doanh tiệm giặt là nữa, quá hoàn hảo, vỏ bọc quá hoàn hảo để lừa lừa người ta, và cuối cùng là mất trắng cả 100 tỷ đó cả nhà thấy. Đó là một cái bài học cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta ha. Hồi nãy thì cho con trẻ đeo vàng là một cái mối nguy cơ, là chúng ta vô tình, chúng ta gián tiếp, chúng ta hại con mình đó. Xuân Mỹ là nói cho cả nhà cảnh tỉnh ha. Rồi một vụ thứ hai này thì Xuân Mỹ nói rất nhiều lần, tiền ở trong túi mình thì nó vẫn là của mình, nhưng khi mình móc cái túi của mình đưa cho người ta là sẽ không bao giờ quay về được. Hãy tin như vậy, và hãy nhớ như vậy.
Hãy nhớ như vậy và phải tin vào chính mình. Muốn đầu tư thì phải điều tra cho thật kỹ, bởi vì không có cái gì tiền á, tiền không có cái gì là dễ dàng kiếm hết cả nhà. Kiếm được đồng tiền rất là khó, cho nên chúng ta phải cẩn trọng khi đầu tư bất cứ việc gì. Rồi, đó là thông tin Xuân Mỹ muốn đưa đến quý khán giả hôm nay. Và một lần nữa Xuân Mỹ quay lại kênh Hồ Văn Cường Official để cả nhà chúng ta cùng ủng hộ con và cùng nghe nhạc. Dù có bao nhiêu sức rời đi thì việc của chúng ta hãy vẫn tin tưởng và ủng hộ kênh Cường để cho con có nơi để trình bày những cái ca khúc, gửi những cái ca khúc đến quý khán giả ngoài những cái show diễn. Bởi vì không phải ai cũng có thể đi show. Nếu mà những người không đi show thì người ta vào đây người ta nghe nhạc kênh của Cường ha cả nhà. Và nghe nhạc thì chỉ có là kênh Hồ Văn Cường Official là up những cái bài hát của Cường hát cùng với anh Sơn. Rồi, Xuân Mỹ thì xin trân trọng cảm ơn khán giả xa gần đã tin tưởng ủng hộ kênh Xuân Mỹ. Ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh, vẫn chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ nha cả nhà. Và nhớ là bấm like video cho Xuân Mỹ nha, ủng hộ tinh thần cho Xuân Mỹ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.